giới thiệu sách Minh Sư và những thiên thần nhỏ. Quyển sách Minh Sư và những thiên thần nhỏ là một món quà đầy ý nghĩa từ Minh Sư Truma dành tặng cho nhân loại với thông điệp: hãy mở rộng trái tim mình, đón nhận những loài vật xung quanh mình như những người bạn, nhận thức được vẻ đẹp cao quý thánh thiện của những người bạn nhỏ mà Thượng Đế đã ban tặng cho chúng sanh trong thế giới này, những người bạn thông minh, xinh đẹp và trung thành. Xanh xanh diệt diệt lại tái xanh, diệt diệt xanh xanh cõi hồng trần, quẩn quẩn quanh quanh đây đó đó, bao kiếp luân hồi đó đây đây. Xanh xanh diệt diệt lại tái xanh, diệt diệt xanh xanh cõi hồng trần, quẩn quẩn quanh quanh đây đó đó, bao kiếp luân hồi đó đây đây. Nhân gian khổ đắng trong quan quại, vô thường trị làm đắng nhân gian. Hỡi ai khẩn nguyện kêu mãi thế, nàng thấy ai đâu đáp lại lời. Minh Sư tại thế truyền tâm ấn, âm diệu cha ta vẫy gọi ta, đắng cay phiền muộn không còn. Lòng mẹ con nguôi ngoai bao